tháng năm âm lịch có bốn tuổi còn giáp được vĩ như rồng cởi mây làm một mà hưởng mười giao sang phổ quỷ bước sang tháng năm âm lịch có bốn con giáp sẽ gặp nhiều may mắn tiền của hơn người một con giáp tuổi tý những người tuổi tý thông minh sáng dạ nhìn xa trong rộng còn giáp này trung thành với bạn bè sống có nguyên tắc không bao giờ nói xấu người khác sau lưng Tuy trưởng thành trong gia đình nghèo, không có điều kiện, nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và vươn lên. Họ luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Người tủ tỷ được trời bàn phúc lộc nên làm việc gì cũng hành thông thuận lợi. Đầu tháng 5 âm lịch này, tay vận của con giáp tuổi tỷ ngày một tăng tiến, vận trình vượng phát không ngừng người tuổi này làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Người đầu tư kinh doanh hứa hẹn sẽ sinh lời. Trong khi đó, còn giáp người tuổi tỷ làm trồng trọt, chăn nuôi, có vụ mùa, bội thu. Nông sản của họ trồng được mùa, mang về những thu nhập dồi dào cho gia đình. Còn giáp người tuổi tỷ còn nắm bắt được những cơ hội phù hợp với mình thì làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày một đủ đầy ẩm no hai con giáp người tuổi sủ bước sang tháng năm âm lịch người tuổi sủ không chỉ có quý nhân phù trợ mà vẫn đào hoa cũng đặc biệt vượng họ có đủ kế hoạch và sắp đặt cho cuộc sống của mình một cách vẹn toàn nếu là con giáp nữ mệnh thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao Người tụ sổ hãy nhớ đừng bao giờ lợi dụng đối xử với người khác một cách lý trí mà làm tổn thương người khác. Tất nhiên, còn giáp này cũng cần tỉ mỉ trong việc công việc của mình để tránh nhận sai sót không đáng có xảy ra. Được như vậy thì mới có thể tạo dựng được các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ từ các quỹ nhân được nhiều người tin tưởng. Bước sang tháng 5 âm lịch này, cuộc sống của con giáp người tuổi Sửu bắt đầu sung túc hơn. Trong tháng năm này, đón được vận quý nhân, đào hoa nở rộ, tạm biệt cuộc sống thiểu thổn tiền bạc, cuộc sống sung túc, thành đạt cùng đến với mỗi tình đẹp như mơ. 3. Con giáp người tuổi Thân. Người tuổi Thân thông minh và năng động họ có khao khát rất mạnh mẽ đối với cuộc sống của chính mình. Còn giáp này luôn duy trì một sự nhiệt tình lớn, có phong cách đối xử với người khác chu đáo. Trong tháng 5 âm lịch này, mọi rắc rối, khó khăn của con giáp người tụ thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ. Phận đào hoa của họ cũng nở rộ, chấm dứt cuộc sống độc thân cô đơn đã lâu lắm rồi. Còn giáp người tụ thân sẽ gặp những điều may mắn và gặp được người ưng ý đối với mình. Lần này họ cũng sẽ không yêu đơn phương, yêu nhầm người mà sẽ được đối phương đáp lại. Hai người sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng hỗ trợ nhau tiến bộ trong cuộc sống. Theo thời gian, hôn nhân êm ấm sẽ sinh ra phúc khí, tương lai càng ngày càng tốt đẹp. Còn giáp cuối cùng người tuổi mùi Bước sang tháng 5 âm lịch này những chủ ghê nổi ít mà làm nhiều Họ có nhiều tham vọng trong sự nghiệp Người tuổi này cầu tiến, giỏi kiếm tiền và cũng biết cách quản lý chi tiêu của mình Bởi vậy nên dù xuất phát điểm thấp nhất nhưng về sau Họ vẫn có cổ ăn của để Người tuổi mùi chân thành hào phóng được nhiều người yêu mến khi gặp khó khăn họ may mắn được người tốt giúp đỡ đầu tháng năm âm lịch tay vận của những chú dê tăng lên nhanh chóng họ được quỹ nhân phù trợ sự nghiệp vượng phát hơn trước còn giáp này tích cực làm việc sẽ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ nhờ năng lực vượt trội họ được cấp trên đánh giá cao trong thời gian này nhận chủ dê chuẩn bị cho các chuyển công tác xa hoặc nhận khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Người tuổi môi, nỗ lực, tận tâm trong công việc, thu nhập tăng đều và của cải ngày một dư dả